Rồi. Thầy nói là vô top 6 chứ chân gà. Buồn lắm anh ơi, bởi vì mục tiêu mình top 3 mà mình không đạt được top 3. Ốp lại. Là cái này cho mọi người best talent nha mọi người. Chân Đài ơi, mọi người về đón chân Đài cảm thấy như thế nào? Em không nghĩ là mọi người sẽ ra nhiều như vậy bởi vì em không có làm tốt. Thật sự là không phải là em không làm tốt, em đã làm hết sức mình rồi. Tuy rằng là kết quả nó không như em mong muốn thì em rất là buồn. Và hôm nay cũng là buổi chiều nữa nhưng mà mọi người qua ra rất là đông đủ thì em rất cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm xúc của chị như thế nào? Cảm xúc của chị đó? Cảm xúc mình hơi hối tiếc một chút xíu bởi vì đặt mục tiêu cao quá. Như cái câu mọi người thường nói là kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng nó nhiều hơn một chút xíu. Thì Chân Đài cũng rất là buồn, cái ngày thứ hai Chân Đài nó khóc rất là nhiều luôn và mắt sưng không có make up được luôn. Cho nên là hôm nay tinh thần cũng đã ổn rồi. Chân Đài nghĩ mình thiếu cái điều gì để không may mắn có thể đồng nghiệp? Chân Đài nghĩ đó là tiêu chí của ban tổ chức thôi. Bởi vì khi Chân Đài không có top 3, tất cả mọi người ở trong cánh gà, bởi vì Chân Đài không thấy được cái monitor, tất cả mọi người trong cánh gà cũng như các bạn thí sinh hả? Việt Nam out of 3 mọi người cũng rất là bất ngờ luôn. Thì Chân Đài cũng được rất là nhiều bạn thí sinh ủng hộ mình. Khi đứng trên sân khấu thì các bạn thương Việt Nam, go back to stay là giống như là mọi người cũng rất là hối tiếc cho Chân Đài. Bởi vì Chân Đài không được vô top 3 và mọi người nói là you are my winner. Mình muốn nghe về cái tình trạng sức khỏe của Chân Đài khi mà gặp cái vấn đề về cái bước chân á thì mọi người muốn xem á. Hôm nay là cũng rất là đỡ rồi cho nên hôm nay nó đỡ ok rồi nó đỡ sưng hơn và nó bị thâm quá trời luôn. Sao chị nó bị nó dồn á, kiểu như mình mang giày nhiều quá đó. Xong rồi mình uống thuốc của bác sĩ loại mà anh á, ngồi bên đây nữa nhưng mà bên đây thì ok hơn. Mang nhiều cao gót. Cái lúc mà Chân Đài đứng ở trong ở sân khấu á, lúc mà top 6 chọn xong á là mình như là mình đứng không nổi luôn, cái chân mình nó tê cứng luôn rồi nhưng mà Chân Đài cũng vẫn ráng đứng tới cuối cùng không có sụm. Chứ thật sự là lúc đó là mình muốn sụm rồi, muốn té rồi nhưng mà mình cố gắng. Có phải là bóng của Hương Giang quả lỡ sau một tiếng mình đi thi thì mình kỳ vọng nó sẽ không được như mong muốn? Thôi, Đại không nghe. Chị ra có chia sẻ gì với Trang Đại sau kết quả không? Thì trước cái đêm chung kết thì chị Giang cũng đã qua phòng Trang Đại, đã chia sẻ là mình tính đường dây là đối thủ nào là của mình rồi, mình tính hết rồi. Nhưng mà may mắn là mình không có may mắn để mình vào top 3 rồi, tại vì cái đó là tiêu chí của ban giám khảo. Hôm nay chị Giang không có về chung với bạn Đường. Có, chị Giang có bị chung nhưng mà chị Giang ra xe rồi. Chị Giang cũng đã đưa đẩy vali cho chị Giang. Chị có kế hoạch sắp tới như thế nào không? Thật sự thì Chân Đài vẫn là Chân Đài nhưng mà Chân Đài cũng vẫn hoạt động trong giới và mình sẽ tính sẽ làm nhiều điều hơn để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Thì nếu mà có cuộc thi khác nữa thì Chân Đài có mạnh dạn tham gia tiếp không? Tại vì đang quá tiếc nuối về cái cuộc thi này. Mọi người đủ em đủ tuổi còn thi không mọi người? Em 30 tuổi rồi. Thi offline. Thì có một cái YouTuber người Thái Lan đã đi chơi với Chân Đài sau khi Chân Đài đã xong cuộc thi hết. Thì YouTuber đó cái chị ấy cũng nói là cái năm mà cái chị người Nhật á đã tham gia cuộc thi này thì chị đã bị out top, nhưng mà sau 3 năm chị đã quay lại thì chị đã thắng luôn Miss International Queen. Thì chị YouTuber đó chị cũng có nói với Chân Đài là hy vọng rằng Chân Đài sẽ quay lại cuộc thi này sau 2-3 năm nữa để có thể mang chiếc vương miện thứ hai về cho Việt Nam. Cái dự định sắp tới của chị là sẽ có những hiện tại thì chưa luôn bởi vì mình đang muốn cái vương miện thôi à.
nói chứ thực ra là cái vương miện là mục tiêu tất cả thí sinh nào cũng muốn đem về hết, nhưng mà quan trọng nhất là mình truyền cảm hứng được cho mọi người và cộng đồng yêu thương, chấp nhận, đón nhận người chuyển giới cũng như là cộng đồng LGBT. Thì Trân Đài nói nhiều về tiêu chí của ban giám khảo thì thấy là mình có chật tiêu chí như thế nào mà không có thắng được? Em nghĩ là tiêu chí của ban giám khảo sẽ chọn ba đại diện của ba châu lục, đó là đại diện châu Á, đại diện châu Mỹ và châu Mỹ Latin và châu Phi. Thì cái đó là do tiêu chí của ban giám khảo, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ban giám khảo sẽ chọn ra một cái đại diện châu Á xuất sắc nhất. Nhưng mà bạn Philippines thì bạn cũng rất xuất sắc, thì câu trả lời trong top 6 và trả lời cũng rất là hay. Nhưng mà chúng ta nghĩ trong đầu là mình, câu trả lời của mình có thể vào top 3, bởi vì lúc đó là chúng ta đoán là Trân Đài Philippines là trả lời ok nhất trong vòng top 6. Nhưng mà chọn một đại diện châu Mỹ nữa không biết là người nào, nhưng mà thật sự là kết quả mình rất là sốc, mình out thì mình cũng rất là buồn. Bởi vì khi Trân Đài đặt chân tới nước Thái là Trân Đài đặt mục tiêu cho mình top 3, bởi vì mình nghĩ là cái vương miện đó phải nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà trong cuộc thi thì cuộc thi và tất cả các bạn thí sinh cũng giống như là ban giám khảo và mọi người làm cho mình có kỳ vọng nhiều hơn nữa, bởi vì mọi người đánh giá mình rất là cao, đại diện Việt Nam năm nay rất là mạnh, cho nên là mình kỳ vọng quá nhiều. Thì lúc đó thì cảm xúc nó rưng rào, nhưng mà Trân Đài đã khóc rất nhiều, nhưng mà không ở trên máy quay. Tất cả các người phóng viên cũng phỏng vấn rất là nhiều, nhưng mà Trân Đài chỉ khóc ở trong lúc phòng makeup thôi. Thời điểm đó chị Hương Giang có coi trực tiếp và có lên hậu trường với Trân Đài không? Chị Hương Giang có lên sân khấu một chút xíu, xong rồi chị Hương Giang chụp hình xong thì chị Hương Giang đi xuống sân khấu. Lời động viên của Hương Giang sau cái kết quả của Trân Đài như thế nào? Chị Giang cũng hỏi Trân Đài là buồn không? Trân Đài nói là em buồn chứ em rất là hối tiếc, bởi vì mình chuẩn bị quá nhiều, không chỉ là riêng cho Trân Đài nhưng mà tất cả các ekip, anh chị em, bạn bè đã ủng hộ rất là nhiều để cho mình có một cái hành trình nó thật là chỉnh chu để mình đem cái giải cao nhất về cho Việt Nam, nhưng mà mình không có được vô top 3 thì rất là buồn và rất là hối tiếc. Cho mình hỏi là cái đêm chung kết của Miss International Queen nó là đêm thì điều này là vô cần thiết cho cái lượng fan sắp đến của người ta sẽ quan tâm, không có 100% cho cái phần thi của Trân Đài, thì điều này có khiến bạn nhận đầu như thế nào? Thì chị Giang cũng nói là Trân Đài cũng rất là xui, bởi vì sau khi mình thắng giải xong thì đại dịch Covid, cho nên là mình cũng không có đi thi được. Rồi cộng với là phải chờ đợi 2 năm rồi mới đi thi lại. Rồi khi mà cuộc thi bắt đầu thì lại trùng lịch với Miss Universe, cho nên là Trân Đài cũng phải vượt qua rất là nhiều thử thách, và tinh thần mình cũng phải rất là vững để mình cố gắng hoàn thành xong cái cuộc thi này tại Thái Lan. Chị có lời nhắn nhủ với Lương Mỹ Kỳ khi mà Lương Mỹ Kỳ sắp sẽ là đại diện của Việt Nam đi thi? Chúng ta nghĩ rằng là Lương Mỹ Kỳ đã có một cái năng lượng rất là nóng bỏng, cháy bỏng rồi, thì hãy cứ dùng cái năng lượng đó tỏa hết thôi. Tại vì mỗi người sẽ có một cái màu sắc riêng, không có người nào giống người nào hết. Nhưng quan trọng nhất là mình phải truyền cái năng lượng tích cực, đó là điều quan trọng nhất. Thì trong cuộc thi, Trân Đài đã chân rất là đau, sức khỏe mình cũng không bằng tất cả các bạn thí sinh khác. Nhưng mà mình luôn luôn khi máy quay tới, tất cả mọi người phỏng vấn thì mình luôn luôn cười, mình luôn luôn tích cực, mình mang cái điều tích cực nhất trong cuộc thi, thì cái điều đó rất là quan trọng. Thì Lương Mỹ Kiều cũng có qua đó, thì chị em có gặp nhau nhiều không? Có, buổi sáng Trân Đài đi ăn sáng có gặp Lương Mỹ Kiều, hai chị em có gặp nhau, và Lương Mỹ Kiều nói chịu em la rất là nhiều, cổ họng em bị đau luôn. Trân Đài có nghe thấy không? Dạ. Trân Đài có nghe thấy cái cuộc biểu tượng Lương Mỹ Kiều không? Có xem, hình như có một cái clip ở trên TikTok đúng lúc không? Lúc đó thì có nghe thấy hôm nay thì Lương Mỹ Kỳ la rất lớn. Thực sự ra là khán giả nó sẽ chia đều ra, là phía bên đây cũng la Việt Nam, chính giữa cũng la Việt Nam, ở trên lầu thì hình như là gia đình của Trân Đài cũng la Việt Nam, và bên trái là cũng la Việt Nam, cho nên là mình cũng không thấy rõ nữa, gặp mắt Trân Đài cận nữa. Nhưng là Trân Đài cảm thấy là có một cái nhóm Philippines cũng có cầm cờ Philippines nhưng mà cũng la Việt Nam luôn, cho nên mình rất là vui. Mình rất là vui. Chị Tú nữa là khi mà chị vào top 3 thì sẽ đám cưới, nhưng mà bây giờ năm thứ hai thì chị đi top 6 thì chị đó chị Tú là phải làm một cái chị Tú gì? Ơi, em hy vọng cho cuộc đám cưới của chị vẫn diễn ra như bình thường nha chị, và em muốn làm cái ông phụ nha chị yêu. Rồi, cảm ơn Trân Đài nha. Mấy cháu và các con ở lòng đến với chị Trân Đài
đưa tiễn đi về thì rất là cảm ơn Việt Giang. Nó mang lại chúng ta dành đó là thành thật và cảm ơn các cháu. Thành thật cảm ơn các em ở đây đã đi đi đưa đi để cuộc thi vẫn còn mong muốn quay về những khuôn mặt, quay lại những cái clip và trao dồi hỏi hỏi qua cái cuộc thi với lại là trên đài đây tập các cô chú và cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn cô chú, cảm ơn gia đình, cảm ơn đến các anh chị báo chí phóng viên và các anh chị YouTube rất là nhiều đã quan tâm theo dõi và đưa tin trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. 2 tuần cũng không quá là dài nhưng mà cũng không ngắn, nhưng mà mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ bên cạnh chương trình này. Chương trình xin hứa rằng là chương trình sẽ cố gắng làm nhiều điều hơn nữa để giúp cho cộng đồng của mình, đặc biệt là trên biên giới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã hôm nay ra đây thật là đông đủ, tuy rằng mình không có im thơ. Chương trình, chương trình, chương trình, chương trình, chương trình, chương trình, chương trình. Ok nha, nha. Ok nha. Mọi người chuẩn bị nha. Phùng Trương Trân Đài, Miss International. Để này, lại chị ơi, lại lại. Phùng Trương Trân Đài, Miss International Queen.